Thiết bị này thì anh em nên lắp vào các vị trí như là cửa ra vào, nhà xe, nhà xưởng, cửa hàng. Những cái vị trí mà anh em có cái tài sản cần bảo vệ thì mình lắp cái bộ này vào nó sẽ giúp mình bảo vệ được cái tài sản tốt hơn. Mua một mà được hai, ngoài chức năng chống trộm thì nó còn có thể sử dụng như một cái chuông bảo khách. Vào bán ngày lúc chúng ta không cần chống trộm thì có thể chọn chế độ bảo khách ở trong phần mềm như thế này. Khi có khách đi vào nhà và đi qua khu vực quẹt của cái thiết bị này thì ngay lập tức thiết bị nó sẽ nhảy đen báo cái tiếng chuông chào nhẹ nhàng như thế này. Còn về ban đêm hoặc là lúc mình không có mặt tại nhà thì mình kích hoạt chế độ chống trộm lên. Bây giờ nếu như có kẻ gian đột nhập và có ý định trộm cắp tài sản của mình thì ngay lập tức thiết bị nó sẽ nhảy đen, hù coi cảnh báo liên tục như thế này. Tiếng chuông cảnh báo ở chế độ chống trộm thì nó kêu cực kỳ gắt và lớn các bạn nhé. Và đồng thời nó sẽ thông báo về điện thoại cho chủ nhân khi đang ở xa. đánh cho những ống chưa sai mà cứ bảo là lá cây bay qua nó cũng báo thì đây. Như đoạn này có người đi qua thì thiết bị vẫn báo bình thường Nhưng tại cùng một thời điểm Tại chung một chế độ thì khi chúng ta đẩy cái ghế xoay này vào Thì thiết bị hoàn toàn sẽ không phản ứng anh em nhé Để làm được như vậy thì anh em chỉnh ở phần la đồ nhạy cảm biến như thế này Mình có thể chỉnh được rất là nhiều mức nhé Ngoài ra phần mềm có thể chỉnh được thời gian bảo đồng Và chỉnh được rất là nhiều thông số của cái thiết bị này Anh em nào cần đặt hàng nhấn ngay vào giỏ hàng màu vàng bên cạnh nhé